cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vân bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Các nhà nghiên cứu khoa học Nhật Bản và Mỹ chứng minh nước kim hay điện giải, tức là loại nước sử dụng phương pháp điện giải để có độ pH cao hơn, sẽ có tác dụng phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. Dùng loại nước này uống hàng ngày để thanh lọc cơ thể là xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện nay ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở nước ta, một doanh nghiệp vừa hợp tác với tập đoàn Hàn Quốc để tạo nước kim hay còn gọi là nước pi để đáp ứng nhu cầu của nhiều người. Với sứ mệnh mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho mọi người, Biotech đã không ngừng cố gắng trong việc nghiên cứu công nghệ và cải tiến sản phẩm. Máy tạo nước bi là sản phẩm mang nhiều giá trị và cống hiến tới khách hàng. Với dân số hơn 90 triệu dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam được coi là thị trường ưu tiên và Biotech mong muốn sẽ mang đến cho cộng đồng Việt Nam một sản phẩm chất lượng giải quyết được nhiều vấn đề về sức khỏe. Máy tạo nước pi tạo ra 8 loại khác nhau theo mức độ pH tùy chọn, không chỉ lọc sạch các tạp chất độc hại, vi khuẩn, kim loại nặng mà còn chứa nhiều ion kiềm và khoáng chất có lợi cho cơ thể.